Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. DMJ Gem soạn nhân tạo Moissanite 3D của Arizona, kim cương nhân tạo 3D sẽ là niềm tin của bạn. Synchronic, chuyên bán các sản phẩm liên quan đến karaoke. Trân trọng kính chào tái ngộ cùng quý khán giả thân mến đến với Việt Face Today với Thầy Lê Diệp và anh Dũng trong ngày hôm nay thứ Sáu ngày 15 tháng 4 năm 2022. Vẫn là lời cầu chúc cuối tuần đẹp nhất đến cùng tất cả quý khán giả thân mến. Xin chào Thầy Lê. Xin kính chào Dũng, xin kính chào quý khán giả. Mời anh Dũng với bắt đầu với bản tin đầu tiên. Vâng thưa quý vị, ngày hôm nay thì trước hết chúng tôi gửi đến quý vị một cái bản tin liên quan đến bài diễn văn của Tổng thống Joe Biden trong cái một cái chuyến đi thăm cái trường đại học lịch sử của người da đen, trường có tên là ở thành phố Greensboro ở North Carolina trong ngày hôm thứ Năm hôm qua thưa quý vị. Thì trong cái bài diễn văn của mình á, thì Tổng thống Joe Biden cũng đã nhấn mạnh đến cái việc là hiện nay giá cả xăng dầu đang gia tăng. Và lý do mà ông nêu ra trong cái bài diễn văn của mình là ông cho rằng cuộc xâm lược Ukraine của Putin đã làm tăng giá khí đốt và giá lương thực trên toàn thế giới. Ukraine và Nga là một và là hai quốc gia sản xuất lúa mì lớn nhất trên thế giới. Và chúng ta, Hoa Kỳ, là quốc gia đứng thứ ba. Hiện nay thì hai quốc gia Ukraine và Nga đang đóng cửa vì không có thể sản xuất được lúa mì. Và chúng ta thấy rằng cái dữ liệu lạm phát nó đang gia tăng. Cái điều quan trọng là lúa mì hiện nay đang lên cao. Điều mà mọi người không biết là 70% gia tăng lạm phát nó đến từ cái hậu quả của việc ông Putin tăng giá vì tác động lên giá dầu. Đó là cái lời của Tổng thống Joe Biden. Trong khi đó thì Tổng thống cũng nói nhấn mạnh về cái vấn đề trong thời gian vừa qua. Ông nói rằng chúng ta đã thấy kết quả của một tầm nhìn kinh tế của chúng ta. Cho nên là nền kinh tế của chúng ta trong thời gian vừa qua đã tạo ra thêm 431.000 việc làm chỉ trong nội tháng 3 mà thôi. Ông nói 7.900.000 việc làm trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của tôi từ khi tôi lên và vào tòa nhà Bạch Ốc thì đã có 7.900.000 việc làm. Đây là một cái con số mà người ta chứng nhận rằng nó đã tạo được nhiều hơn các công việc trong 14 tháng mà tôi làm tổng thống. Và điều có con số này là con số mà so với các kỷ lục về trước trong các đời tổng thống Mỹ trong lịch sử thì đây là con số lớn nhất. Trong khi đó thì tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3.6% là đã giảm so với mức trước đây là 6.4% khi mà chúng tôi nhậm chức cách đây 14 tháng. Và đó là tỷ lệ thất nghiệp giảm nhanh nhất kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ của một tổng thống từng được ghi nhận. Dĩ nhiên trong đó thì ông cũng đưa ra những khó khăn và những cái điều mà hiện nay chính phủ cần phải hướng tới. Nhưng qua những cái nhận xét vừa rồi thì các đài truyền thông ngày hôm qua cũng đã highlight nó và gửi đến cho tất cả mọi người để chúng ta cùng nhận định. Và thưa quý vị, cũng tin liên quan đến Tổng thống Biden thì trong ngày hôm qua ông cũng đã kêu gọi Quốc hội hãy thông qua một dự luật nhằm chống lại sự bành trướng của Trung Quốc trong lĩnh vực kinh tế. Trong một chuyến thăm đến một trung tâm HBCN ở tại tiểu bang North Carolina, ông Biden nói rằng là các công ty của Mỹ nên đầu tư nhiều hơn nữa trong những lĩnh vực sản xuất, kỹ nghệ, nghiên cứu và phát triển. Ông Biden nói rằng là dự luật trước Quốc hội sẽ giúp cho nền kinh tế của Mỹ và cũng như là an ninh quốc gia của nước Mỹ. Cụ thể rằng ông nói các nước khác đang dần dần tiến gần đến chúng ta. Chúng ta có thể và phải thay đổi việc này. Không phải là để chúng ta làm ảnh hưởng xấu đến những nước khác, mà chúng ta phải tự phát triển, tự cường cho chính mình. Chúng ta có một cơ hội để mà đi trước tất cả các quốc gia trên thế giới bằng dự luật Innovation Act, một dự luật mà có sự hậu thuẫn của lưỡng đảng mà tôi đã nói rằng sẽ cung cấp 90 tỷ Mỹ Kim cho những lĩnh vực như là nghiên cứu phát triển, STEM Education, là giáo dục về vấn đề mà toán lý hóa, cũng như là ngành sản xuất và làm sao mà tạo ra một cái ngành sản xuất chuỗi cung ứng ở tại Mỹ chứ không có phụ thuộc vào những quốc gia khác nữa. Và Quốc hội nên thông qua luật này sớm để chúng tôi có thể phê chuẩn nó. Trong các ngày vừa qua đó, thì công tố viên trưởng của Tòa án Hình sự Quốc tế viết tắt là ICC, ông Karim Khan đã có một dịp để đến thăm các thị trấn Pusha và Borodyanka của Ukraine trong tuần vừa qua, nơi mà một số các ngôi mộ tập thể cũng như là rất nhiều thường dân đã bị sát hại
và được phát hiện vào đầu tháng 4 sau khi mà các lực lượng quân sự của Nga rút lui ra khỏi miền Bắc Ukraine. Ông Karim Khan đã nói, Ukraine là một hiện trường tội ác. Chúng tôi ở đây vì chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng các tội phạm trong phạm vi quyền hạn của Tòa án hình sự quốc tế đang được thực hiện. Và chúng tôi phải vượt qua một màn sương chiến tranh để đi tìm ra sự thật đằng sau nó. Ông Khan nói sau khi đến thăm Bucha vào ngày thứ Tư, theo một cái tweet được đăng trên tài khoản của Tòa án hình sự quốc tế. Các hình ảnh được tòa này tweet cho thấy là ông Khan đã có gặp gỡ với các cư dân, đồng thời ghé đến thăm một số các thị trấn bị tàn phá ở tại Ukraine. Ông nói rằng tiếng nói của những người bị ảnh hưởng vì các tội ác bị cáo buộc phải là trung tâm của công việc độc lập của chúng tôi để nhằm xác lập tất cả những sự thật. Những người sống sót và gia đình của các nạn nhân sẽ là những người hợp tác một cách đầy đủ trong nỗ lực chung của chúng tôi để có thể mang lại công lý cho vấn đề này. Ngày thứ Tư trước đó thì ông Khan đã gặp Tổng công tố Ukraine là bà Irina Vedediktova ở tại thành phố Kiev để cùng hợp tác trong một số cuộc điều tra độc lập của tòa án này. Và thưa quý vị, cũng tin tức liên quan đến Ukraine thì sau đây là những cái câu chuyện được kể lại bởi người dân Ukraine sống ở tại những thị trấn nhỏ nằm ở khu vực phía đông của nước này. Và họ kể lại những cái thời gian mà kinh hoàng họ phải trải qua mỗi ngày khi mà bị pháo kích của quân đội Ukraine bắn vào những thị trấn ở phía đông nằm trong khu vực Donbass, khi mà Nga đang chuẩn bị cho một cái cuộc gọi là tổng tấn công sắp được diễn ra ngay tại thị trấn Advika. Thì người dân ở đây cũng không có xa lạ gì với cuộc chiến trong 8 năm qua. Kể từ khi mà Nga đã chiếm bán đảo Crimea thì người dân ở tại thị trấn này vẫn luôn sống trong cái cảnh mà gọi là sợ hãi khi mà các lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn vẫn luôn giành co với lại quân của chính phủ. Và người dân ở đây họ nói cho rằng là nhiều khi ban đêm hay ban ngày họ có thể nghe được tiếng của những cái hỏa tiễn bắn trên đầu của họ và pháo kích liên tiếp vào những cái khu vực gần đây. Đây là những cái hình ảnh mà quý vị thấy ở tại những cái thị trấn nhỏ nằm ở phía đông của Ukraine đang chuẩn bị cho một cuộc chiến nữa có thể bắt đầu vào bất cứ lúc nào. Những hình ảnh tiếp theo sau đây, thưa quý vị, chúng ta sẽ chứng kiến là một cơ sở, một nhà máy sản xuất khí đốt đã bị bốc nổ vào ngày hôm qua, và những hình ảnh này đã được ghi nhận lại trong camera. Quý vị đang nhìn thấy một ngọn lửa khủng khiếp đã bốc lên tại nhà máy này khi nó bốc nổ sau 1 giờ trưa ngày hôm qua thứ Năm. Được ghi nhận những phút giây đầu tiên thì có 2 người đã bị thương và họ đã được đưa vào bệnh viện với tình trạng không có liên hệ, không có bị ảnh hưởng đến tính mạng nhiều. Thì đó là những cái giới chức đã cho biết. Nhà máy này có tên là The Haven Midstream Gas Plant, tọa lạc ở tại bang Kansas, và nó đã là một cái nơi sản xuất rất là nhiều khí đốt tự nhiên trong thời gian vừa qua. Nó tất cả những cái cư dân nằm chung quanh cái khu vực bán kính 2 dặm chung quanh nhà máy này đều đã được di tản bắt buộc ngay sau đó. Và tình trạng khẩn cấp, tất cả những cái nhân viên cứu hỏa cũng đã đổ về nơi này để có thể chữa đám cháy. Tuy nhiên phải mất thời gian rất lâu, và hiện nay thì nó vẫn còn có những vụ cháy ngấm ngầm đang diễn ra ở tại khu vực nhà máy này. Và tất cả các cư dân chưa được phép trở lại ngôi nhà của mình, là vì hiện nay chung quanh nó vẫn có nhiều khí độc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của những người già cả và trẻ em. Và thưa quý vị, cũng tên như vậy thì hiện nay Canada đang chuẩn bị được gửi khoảng 100 binh lính của quốc gia này đến Ba Lan để mà giúp cho những công tác hậu cần, vì những người tị nạn từ Ukraine vẫn tiếp tục tràn vào quốc gia này rất nhiều. 100 binh lính từ Canada sẽ giúp trong những lĩnh vực như là y tế cũng như là hậu cần, để mà giúp chuyển một số các người tị nạn Ukraine từ Ba Lan có thể sang qua định cư ở tại Canada. Hiện nay thì theo Liên Hợp Quốc, khoảng 5 triệu người dân Ukraine đã bỏ nước ra đi kể từ khi mà Nga tấn công vào nước này vào cuối tháng 2, và phân nửa cái số 5 triệu người đó hiện nay đang ở tại Ba Lan. Vâng, thưa quý vị, trở về với Hoa Kỳ thì cơ quan FDA trong ngày hôm qua cũng đã đưa ra một quyết định mà có vẻ sẽ giúp đỡ cho cái việc điều trị COVID-19 rất là nhiều trong thời gian tới đây. Đó là việc lần đầu tiên cơ quan này đã chuẩn thuận cho một sự sử dụng một loại máy thở để mà thử nghiệm COVID-19.
cơ quan này đã nói rằng những tất cả những cái bài thử nghiệm trước đây đều đã được thông qua, đã được vượt qua. Nó đã khám phá ra khoảng 91% những trường hợp dương tính, và trong khi đó thì các trường hợp âm tính nó đã khám phá được khoảng 100%. Cái loại máy này nó là một cái tổng hợp của các cái loại khí hóa học ở trong đó, và khi người thở được sử dụng một cái ống thở và họ thở vào đó thì nó sẽ được chuyển vào một cái dàn máy phân tích. Và quý vị đang nhìn thấy trên màn hình đó, cái hộp đen đen này thì cái kích thước của nó chỉ bằng khoảng một cái vali carry on mà chúng ta hay xách để lên máy bay đó, thì nó chỉ bằng như vậy thôi, và người thở ngồi trực tiếp và thở vào chiếc máy, rồi sau đó chỉ trong vòng 3 phút thì nó sẽ cho ra kết quả âm tính hoặc là dương tính tùy theo. Thì đây cũng là một cái bước tiến mà nó làm cho cái việc thử nghiệm có vẻ nhanh hơn. Tuy nhiên các viên chức của FDA cũng nhấn mạnh rằng tuy là có thử nghiệm này chỉ được sử dụng ở các cơ sở về y tế hoặc là những cái nơi cần biết kết quả ngay lập tức, nhưng cái kết quả chính thức thì vẫn khuyên người ta nên thử nghiệm bằng cái PCR, tức là ngoáy mũi lấy chất nhờn, lấy dịch ở trong mũi mình hoặc là trong miệng, rồi sau đó đưa thử nghiệm ở các cái phòng lab, thì đó là kết quả chính thức an toàn. Nhưng đây là cái những cái thử nghiệm này chỉ được sử dụng với tính cách khẩn cấp mà thôi. Đó là nguyên văn lời của cơ quan FDA trong ngày hôm qua. Và thưa quý vị, trở lại tin tức tại Hoa Kỳ, thì ngay tại thủ đô Hoa Thành Đốn, những người mà gọi là ủng hộ cho Ukraine đã có một cái cuộc giàn co về vấn đề ánh sáng và những cái hình thức nó rất là trừu tượng đối với lại tòa đại sứ của Nga ở tại thủ đô Hoa Thành Đốn. Trong ngày hôm qua thì những người mà ủng hộ cho Ukraine đã cố tình dựng ra những cái đèn để mà nâng cái cờ của Ukraine lên trên tòa nhà building tòa đại sứ của Nga ở tại Hoa Thành Đốn. Và trong lúc đó thì bên Nga cũng không có vừa, họ lại dùng những cái đèn pha sáng ở bên trong để mà gọi là hai bên gọi là đấu những cái ánh sáng, tia ánh sáng với nhau. Một bên thì muốn rằng là phóng ra cái hình của cái lá cờ Ukraine trên cái tòa nhà này, còn bên bên trong đó, tòa đại sứ của Nga thì họ lại dùng những cái đèn pha trắng để mà rượt cái cờ, nó làm mờ cái cờ đi, làm mờ cái cờ kia, giống như con nít như vậy thưa quý vị. Người lớn với nhau nhưng mà lại dùng hai cái đèn để mà chạy tới chạy lui suốt đêm. Thì sau vài tiếng đồng hồ giàn co, bên Nga chịu thua, họ không có muốn đứng đó để mà rượt cái hình cái cờ Ukraine bằng cái đèn pha trắng của họ nữa, thì họ nói thôi thì you guys muốn làm gì thì làm, chứ quý vị thấy không, là cái người bên ngoài phóng cái đèn vô đó thì họ cứ chạy tới chạy lui để mà né cái đèn pha màu trắng từ bên trong. Rồi có người chắc là biết chức ngoại giao của Nga thì lại rượt cái cờ đó bằng cái đèn trắng màu tròn để mà cho cái hình cái cờ Ukraine nó đừng có như vậy. Sắp tới đây ban tổ chức của những người mà biểu tình muốn ủng hộ cho Ukraine nói rằng là họ sẽ đi trồng những cái hoa mà gọi là sunflower, hoa hướng dương đó, xung quanh tòa đại sứ của Nga để mà gọi là đưa ra những cái phản đối về vấn đề mặt tinh thần ở đây, tại vì cái loại hoa hướng dương này là biểu tượng cho Ukraine. Vâng, thưa quý vị, cũng liên quan đến tình hình tại Ukraine thì tối ngày hôm qua Tổng thống Zelensky đã đưa lên tài khoản của mình ở trên YouTube những bài diễn văn để đánh dấu 50 ngày cuộc xâm lược của Nga tiến vào Ukraine. Ở trong đó thì ông nhấn mạnh rằng cái sự thất bại của Nga trong những ngày vừa qua và nhấn mạnh đến cái tinh thần chiến đấu kiên cường của người dân và quân đội Ukraine trong những ngày vừa qua, và gọi những người này là unbreakable people. Những người sắt thép không thể vỡ, đại khái là như vậy. Và đó là những cái bài diễn văn đầu tiên mà ông đã ghi nhận là cái cuộc chiến ở tại Ukraine đã tiếp diễn qua 50 ngày, và hiện nay thì lực lượng quân đội của Ukraine cũng đang chuẩn bị để đón tiếp những cái đợt tấn công khác của Nga ở khu vực miền đông của Ukraine. Và ông cũng nói rằng là qua cái vụ mà chiếc soái hạm của Nga đã bị chìm vào ngày hôm qua đó, thì ngày vừa tối ngày hôm qua thì lực lượng Nga cũng đã pháo kích vào thủ đô Kiev rất là nhiều, có lẽ là để nhằm trả đũa, và quân đội Ukraine cũng đã sẵn sàng để tiếp đón tất cả những cái sự tấn công này. Và thưa quý vị, sang qua tin tức liên quan đến Bắc Hàn, thì trong ngày hôm nay theo giờ địa phương, Bắc Hàn sẽ chuẩn bị để mà tổ chức ngày sinh nhật của ông Kim Il-sung, là ông nội của Kim Jong-un, người mà đã sáng lập ra cái quốc gia Bắc Hàn này. Và cái cuộc mà gọi là ăn mừng này sẽ bắt đầu vào ngày hôm nay, kéo dài cho đến ngày Chủ nhật. Và ngoài những cái việc mà gọi là dựng đèn, có những cái chương trình
rất là nhìn ở ngoài vô, nhìn rất là ngoạn mục để mà cho Bình Nhưỡng được tổ chức cái ngày mà quốc gia Bắc Hàn được thành lập dưới cái thời đại của ông Kim Il-sung. Sau qua tình hình COVID-19 tại Trung Quốc, thưa quý vị, trong những ngày vừa qua thì chúng ta cũng đã nghe được tin tức rằng thành phố Thượng Hải của Trung Quốc đã phải đóng cửa hoàn toàn và đưa ra những biện pháp chặt chẽ nhất, gay gắt nhất để có thể tất cả mọi người phải cách ly và ở trong nhà không được đi ra. Ngày hôm qua thì người ta đã chứng kiến lần đầu tiên với những cái thời gian trải qua một tuần, một số các địa phương đã không còn số lây nhiễm gia tăng. Do đó mà chính quyền của thành phố này đã giải tỏa bớt một số các cái lệnh cấm ngặt nghèo. Người dân trong ngày hôm qua là ngày đầu tiên mà họ đã có thể đi ra ngoài, đi dạo một ít sau một thời gian dài bị cấm ở trong nhà không được đi ra. Kể cả các con thú cũng có vẻ như vui mừng khi được chạy rong chơi ở ngoài các cái hè phố. Và đây là quý vị nhìn thấy đó, một số nơi thì vẫn còn đóng cửa im ỉm. Tuy nhiên nó đã trở lại có vẻ là hồi sinh được một tí. Trong khi đó thì các cái công tác để chuẩn bị để đề phòng cũng như là phòng chống COVID-19 vẫn được diễn tiến một cách chặt chẽ ở nhiều cơ quan y tế của tại thành phố Thượng Hải này. Một thành phố có đến 25 triệu dân trong những ngày vừa qua hầu như đã tê liệt vì tất cả những cái sinh hoạt đều bị ngăn cấm. Và ngày hôm qua, một số các cái hình thức quy định chặt chẽ này đã được gỡ bỏ. Do đó, nhiều người dân đã lên trên trang mạng và bày tỏ cái sự vui mừng của mình khi họ nói là cuộc sống vẫn còn tươi đẹp ở trước mắt và lần đầu tiên họ có thể co giãn thân thể của họ một cách thoải mái sau khoảng gần 2 tuần lễ mà đã bị gò bó ở trong nhà. Và thưa quý vị, cơ quan NASA cho biết rằng là cuối tuần này mặt trăng sẽ không phải là màu xanh, mà cuối tuần này mặt trăng sẽ biến thành màu hồng. Cơ quan NASA cho biết rằng là từ đây cho tới ngày thứ Bảy thì quý vị sẽ thấy rằng cái mặt trăng nó sẽ tròn nhất và cái màu nó sẽ hồng nhất. Và đây là một cái hiện tượng cũng khá là đặc biệt để mà đón mừng cái sự mừng khởi đầu của mùa xuân. Thành ra rằng nếu quý vị nào mà thích xem những cái hình ảnh ở trên không gian thì có thể đón xem màu của mặt trăng như thế nào vào cuối tuần này, nhất đặc biệt vào đêm thứ Bảy. Cái này nó sẽ kéo dài cho đến hết ngày, hình như là trong vòng 3-4 ngày đó, cho nên chúng ta sẽ có cơ hội để xem thử. Nó hoàn toàn không phải là màu hồng như chúng ta nói là pink moon, nhưng mà nó cũng có vẻ không phải là cái màu xanh như mà chúng ta thường thấy ở mặt trăng. Thì ở đây cũng là cái điều mà người ta nói nó trùng hợp vào những cái ngày hết mùa chay, cái ngày Passover của bên Công giáo hoặc là của Do Thái giáo, thì ở đây nó cũng trùng hợp. Do đó cái tên gọi mặt trăng này nó cũng có nhiều cái tên gọi khác nhau trùng hợp với những ngày lễ này. Trong khi đó thì ngày hôm qua chúng tôi đã đưa đến bản tin là ông Elon Musk của Tesla và SpaceX đã đề nghị để mua lại công ty Twitter, và ông đưa ra giá là 54 Mỹ Kim 20 cent cho mỗi một cổ phiếu. Và ông nói đó là cái đề nghị cuối cùng của ông, nếu mà như là các cổ đông mà không muốn bán lại những cái này đó, thì ông ta sẽ bán lại khoảng 9% các cổ phiếu của ông đang nắm ở trong tay của công ty Twitter. Thì người ta nói rằng đây là một cái trò chơi và vừa tung củ cà rốt mà vừa cầm cái gậy ở phía sau. Nếu mà người ta không chịu, nếu mà người ta không bán ra cho ông ta tất cả những cái cổ tức của Twitter thì ông sẽ tung 9% của mình ra để bán. Ngày hôm qua thì cái giá cổ phiếu của Twitter cũng đã gia tăng, và cái điều này cũng có lợi cho một số những người hiện nay nắm giữ những cái cổ tức của công ty này. Do đó mà đây người ta nói là cái điều này, ông này ông khôn quá, ông tung ra hai chuyện, điều nào chiều nào thì ông cũng có lợi hết, hoặc là ông sẽ thu tóm được. Nhưng cái điều quan trọng người ta bàn tạ cãi là điều này nó có thể ảnh hưởng đến nền dân chủ, là vì người ta không muốn một nền tảng truyền thông xã hội lại lọt vào một tay của một tư nhân, vì nó sẽ bị tư nhân hóa, và điều đó là cái điều mà người ta không muốn nhắc đến. Do đó mà người ta nói là ông này ông có vẻ ông có nhiều chiêu trò trong cái việc là để đề nghị mua lại Twitter. Vâng. Và thưa quý vị, sau gần 2 năm gián đoạn, bắt đầu vào thứ Sáu hôm nay thì tòa Bạch Ốc ở tại địa chỉ 1600 đường Pennsylvania sẽ mở cửa trở lại để mà cho một số các công chúng may mắn có vé đi vào trong đó để mà tham quan tòa Bạch Ốc. Đây là những cái cuộc viếng thăm đầu tiên kể từ khi mà cái dịch vụ này bị gián đoạn vào đầu năm 2020,
vì đại dịch COVID-19. Và theo một phát biểu từ tòa Bạch Ốc thì cái tình hình này sẽ được quan sát một cách rất là kỹ lưỡng và sẽ dựa theo tất cả những cái hướng dẫn của cơ quan CDC để mà tránh là người dân bên ngoài có thể đem những cái vi khuẩn vào bên trong. Và tòa Bạch Ốc cũng cho biết rằng là năm nay họ dự trù sẽ tổ chức trở lại cái sinh hoạt mà gọi là lăng trứng Easter thường niên trong cuối tuần này. Và những thông tin chi tiết thêm có thể quý vị có thể kiếm ở trên trang mạng của tòa Bạch Ốc xem rằng là mình có xin được vé để đi vào tham quan hay không. Và thưa quý vị, trước khi mà chúng tôi ngừng bản tin trong ngày hôm nay thì Đài Vietfax TV cũng nhận được một thông cáo báo chí từ dân biểu liên bang Michelle Steele cho biết rằng là vào ngày thứ Sáu tuần tới, ngày 22 tây tháng 4, tại trung tâm giải trí của thành phố Fountain Valley, tọa lạc tại 16.400 đường Brookhurst, thì các đại diện của những cơ quan thuế vụ như là IRS và các cơ quan di trú như là USCIS và sở cảnh sát Fountain Valley cũng như là nhiều chương trình tư vấn khác sẽ có mặt ở đây để mà cung cấp những thông tin cho quý vị. Nếu quý vị cần liên lạc với những cơ quan này để mà biết thêm chi tiết thì chúng tôi xin quý vị có thể gọi số điện thoại là 714-960-6483 960-6483 để mà liên lạc với văn phòng này. Có người nhân viên Việt Nam tên là Trish Nguyễn, quý vị có thể liên lạc với cô này qua số điện thoại 714-960-6483 để mà lấy thêm thông tin về dịch vụ hay là hội chợ dịch vụ cộng đồng sẽ được tổ chức vào thứ Sáu tuần tới, 22 tây tháng 4, tại Fountain Valley Recreational Center. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi kính mời quý vị cùng bước vào phần cuối chuyện trong ngày. Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Kính thưa quý vị, trong ngày hôm qua thì báo chí trên toàn thế giới đã đề cập đến vụ nổ và chìm của chiếc tàu Moskva, một soái hạm của thời Liên Xô cũ và chính quyền Nga vẫn tiếp tục sử dụng trong suốt thời gian vừa qua. Chiến hạm này đã từng tham gia vào các trận chiến diễn ra ở tại Georgia, ở tại Syria và tại Ukraine là mới nhất. Trong khi đó thì vào thời bình thì chiếc tàu này nó cũng tham gia vào các hoạt động nghiên cứu hòa bình trong cái thời chiến tranh lạnh cùng với Hoa Kỳ. Chiến hạm này là một niềm hãnh diện của nước Nga. Nó có tên là Slava và tiếng Anh của nó là Glory, một chiến hạm vinh quang. Nó là một soái hạm trong dàn chiến hạm của Nga, đã là một chiến hạm đi vào lịch sử của Liên Xô cũ. Tuy nhiên, trở lại vấn đề là với một trong thời chiến, khi mà một chiến hạm bị trúng đạn và bị chìm, nó là một cái chuyện cũng thường tình. Nhưng với cái tầm vóc của chiến hạm này, chiến hạm Moskva, và ngoài ra còn được gọi là Slava, niềm hãnh diện của Nga, thì đây là một cú đánh rất mạnh vào trong quân sự của Nga. Nó chạm đến cái niềm kiêu hãnh của quân đội Nga, và điều này chắc chắn là Nga sẽ không để yên. Bằng chứng là tối ngày hôm qua thì người ta đã chứng kiến những cuộc không kích và pháo kích đã nã vào các thành phố lớn ở tại Ukraine để nhằm trả đũa cho sự bị bắn chìm của chiếc tàu này. Thoạt đầu thì người ta ghi nhận là chỉ có một vụ nổ xảy ra trên tàu. Giới chức Nga thì cho rằng đây là một vụ hỏa hoạn đã xảy ra, các thủy thủ thì được di tản. Nhưng phía chính quyền của Ukraine thì nói là chiến hạm đã bị trúng một hỏa tiễn của quân đội Ukraine. Và điều này trong những phút giây đầu tiên thì vẫn có cái sự tranh cãi. Đến bây giờ thì nó vẫn là một cái tin tức mà theo người ta nói là nó cố gắng, Nga thì tung ra hỏa mù để có thể che đậy được cái sự thiệt hại của mình. Vấn đề ở đây là với cái sự chìm, cái sự bị đắm của chiến hạm này, nó sẽ mang lại điều gì? Câu hỏi được đặt ra, thấy gì qua cái sự đắm tàu của chiến hạm Slava hay là chiến hạm Moskva? Mời quý vị theo dõi với phần phân tích của Thái Lê Diệp sau đây. Vâng, thưa quý vị, cái việc mà cái soái hạm hay chiến hạm Moskva bị tổn thương và bị bốc cháy, và sau đó thì truyền thông quốc tế đã để ý rất nhiều về cái sự kiện này. Nó có cái hai ý nghĩa sau đây. Thứ nhất, về vấn đề thực tế đó thì nó cũng chả có ăn thua gì cả. Tại vì như là anh Dũng đã trình bày, chiến hạm này là chiến hạm được sản xuất ra từ thời Xô Viết lận. Tôi xem một cái bản phân tích mà anh Dũng chọn để mà dùng trong cái phần phân tích trong ngày hôm nay đó, thì nghe nói rằng là chiến hạm này được đưa vào hoạt động vào năm 1981.
coi như là chiến hạm này cũng đã được hoạt động trong vòng 40 năm rồi. Những kỹ nghệ và cái sự mà gọi là tân tiến của nó đó, nó không phải là cái gì mới mẻ cả. Nó là một chiến hạm rất là cũ. Và nghe rằng là Nga đã từng muốn gọi là cho chiến hạm này về hưu trong một kép lâu rồi, và để đưa ra những cái thế hệ mới cho chiến hạm này ở tại khu vực Hắc Hải. Nhưng mà vì lý do ngân sách cho nên là cái việc này nó vẫn được chần chừ, và nó dự kiến nó kéo dài cho đến ngày hôm nay luôn. Về mặt thực tế thì nó sẽ không có ảnh hưởng nhiều đến cái sức mạnh quân sự của Nga, tại vì tại cái khu vực mà Crimea hay là Odessa đó thì xưa nay những chiến hạm như vậy chỉ được dùng để mà pháo kích từ ngoài khơi và trong đất liền thôi, chứ không phải rằng là đưa quân đổ bộ vô từ những chiến hạm này. Cái đó là cái mặt thực tế. Về mặt mà gọi là tâm lý chiến, về mặt gọi là truyền thông quốc tế đó, thì đây là một cái cú đấm rất là nặng đối với lại cái uy tín của Nga. Là tại sao mà để cho một quốc gia nhỏ bé như vậy làm đấm một chiếc tàu mà được đặt theo tên của thủ đô của nước này. Đây không phải là một cái chiến hạm có cái tên bình thường. Đây là một chiến hạm được đặt theo tên của thủ đô của nước Nga, Moscow hay là Moscow. Mà chiến hạm như vậy mà để cho gọi là quân du kích của Nga sử dụng một cái hỏa tiễn cruise missile loại Neptune bắn khiến cho nó bị bốc cháy. Du kích của Ukraine. Du kích của Ukraine bắn cho nó bị bốc cháy. Thì là một cái chuyện mà về vấn đề tâm lý chiến, thưa anh, nó nặng hơn về vấn đề thực tế. Và trong suốt 2-3 ngày vừa qua, truyền thông quốc tế, như là truyền thông của Mỹ và phương Tây, cứ tiếp tục đi phân tích lần lượt nói về cái sự kiện này. Thì tôi nghĩ rằng là về vấn đề tâm lý chiến đó, nó ảnh hưởng nhiều hơn về vấn đề thực tế. Xin trở lại bên Dũng. Do đó mà trong thời gian từ ngày hôm qua cho đến nay thì truyền thông của Ukraine đã liên tiếp đưa những cái bản tin liên quan đến cái việc này. Là vì chúng ta vẫn còn nhớ trong những ngày đầu tiên khi mà cuộc chiến diễn ra, khi mà quân đội Nga đưa quân tiến vào Ukraine đó, thì chính chiến hạm này cũng đã từng nổi tiếng vào lúc đó, khi mà họ đến để kêu gọi những thủy thủ, những người lính thủy quân lục chiến trú đóng ở trên đảo Snake Island trước đây đó. Họ đã ra lệnh cho những người này phải bỏ súng đầu hàng. Và sau đó thì những người lính này cũng đã lên tiếng chửi thề và kêu là chiếc tàu này hãy cút đi đó. Thì lúc đó nó cũng đã được báo chí nhắc đến rồi. Thì đó là một trong những cái biểu tượng đầu tiên của cuộc chiến mà Nga tấn công vào Ukraine. Do đó khi mà chiến hạm này bị đánh đắm trong những cái ngày vừa qua đó, thì đây là một cái tin rất là vui đối với người dân của Ukraine, là một biểu tượng chiến thắng cho người dân Ukraine tính cho đến giờ phút này trước lực lượng quân sự hùng hậu của Nga. Và đó là cái điều mà người ta muốn nói đến qua cái việc mà chiếc tàu này đã bị trúng hỏa tiễn của Ukraine và đã bị chìm vào ngày hôm qua. Cảm ơn phần phân tích của Tyler Diệp. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và một ngày an lành đến với tất cả chúng ta. Chương trình Việt Face Today được bảo trợ bởi Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. DMJ Gem soạn nhân tạo Moissanite 3D của Arizona, kim cương nhân tạo 3D sẽ là niềm tin của bạn. Synchronic chuyên bán các sản phẩm liên quan đến karaoke. It's time to recharge, reconnect, and rediscover your perfect combination at Pechanga Resort Casino. And with your resort favorites back in action, there's all of the excitement and comfort you love with the peace of mind you can depend on. So whenever you're ready for a little rest, a little relaxation, and a lot of fun, we'll be here. Play your perfect combination at Pechanga Resort Casino today. Synchronic xin giới thiệu đầu lọc âm thanh kỹ thuật số mới nhất năm 2022, KSB-1000 Pro White. Với đầy đủ các chức năng mới bây giờ, đặc biệt khác hoàn toàn với những đầu lọc analog có nhiều nút chỉnh, KSB-1000 Pro White đã được chỉnh sẵn, âm thanh rất hay, vô cùng dễ sử dụng và tặng kèm một cặp microphone không dây có khả năng chống hú tuyệt vời. Mọi chi tiết xin gọi 714-450-6666, 143-71 Uclick căn số 2J, nằm tại góc đường Uclick và Hazard, Synchronic.com. Kim cương tượng trưng cho sự giàu có và khả năng, đặc biệt thể hiện niềm tin về mọi mặt. Vì thế, DMJ Gems nghiêm túc mang đến công nghệ mới Moissanite 3D của Arizona. Vì Moissanite 3D của Arizona mới đủ độ cứng 100% như kim cương, được cắt bằng tay như cắt kim cương thật. Vì muốn tạo sự chiếu sáng và được đeo vĩnh cửu như kim cương thật, chỉ có Moissanite 3D của Arizona mới có thể cắt được trên 157 giáp cắt để tạo hình dạng như là kim cương thật. Đặc biệt, màu của xoàn Moissanite 3D của Arizona đẹp như kim cương thật 100%.
100% và cũng có mã số cạnh và giấy chứng nhận như kim cương thật. Chúng tôi bảo đảm sẽ hoàn tiền lại nếu nhận hàng không giống như đã nói, bảo đảm ship hàng từ 3 đến 7 ngày trong nước hoặc ngoài nước Mỹ. Free shipping, free refund. DMJ James đang sell viên 2 carats. IF nước đi giá 600 Mỹ Kim, FL nước đi giá 800 Mỹ Kim. Xin gọi 480-765-7824, 480-765-7824. Nếu không gọi được, xin để lại tin nhắn. YouTube DMJ James. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.